Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân muốn được thường thấy pháp thân, sắc thân, trí tuệ thân, vân vân của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hiện thuyết diệu pháp ở vô số, vô biên thế giới trong mười phương, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân muốn được thường thấy pháp thân, sắc thân, trí tuệ thân, vân vân của Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại trong cõi Phật này, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân muốn được thường thấy pháp thân, sắc thân, trí tuệ thân, vân vân của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ba đời trong mười phương, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thập thâm như thế, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì nên lấy pháp tánh đối với các Như Lai ứng chánh đẳng giác tu tùy Phật niệm. Bạch Thế Tôn, pháp tánh có hai, một là hữu vi, hai là vô vi. Những gì gọi là pháp tánh hữu vi? Đó là biết như thật về trí ngã, trí hữu tình, trí dòng sinh mạng, trí sự sanh, trí sự dưỡng, trí sự trưởng thành, trí chủ thể luân hồi, trí người do người sanh, trí ngã tối thắng, trí khả năng làm việc, trí tự thọ quả báo, trí cái biết, trí cái thấy, hoặc trí sắc, trí thọ, trí tưởng, trí hành, trí thức, hoặc trí nhãn xứ, trí nhĩ xứ, trí tỷ